mẫu SUV Havan H6 hiện đang có mức ưu đãi kỷ lục lên tới 244 triệu đồng, về mức ngang với Mazda CX-5, chỉ sau một tháng được cho ra mắt. Đây là mức ưu đãi chưa từng có của Havan H6 kể từ khi ra mắt Việt Nam, vào đầu tháng 8 năm 2023. Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Havan Việt Nam đưa ra chương trình ưu đãi cực khủng, cho các khách hàng mang tên ưu đãi ngày vàng, cho ngày của nàng với tổng trị giá lên đến gần 300 triệu đồng. Chương trình được áp dụng cho tất cả các khách hàng mua xe, và xuất hóa đơn trong khoảng thời gian 20 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023. Với gói ưu đãi của khủng của Havan Việt Nam lần này, khách hàng có thể sở hữu mẫu xe Havan H6 Hybrid với mức giá 852 triệu đồng, một mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được tấm thẻ dịch vụ đai mừng với giá trị lên tới 50 triệu đồng, sử dụng tại các xưởng dịch vụ của Havan Việt Nam. Trước đó, Havan H6 từng được ưu đãi lên tới 190 triệu đồng từ nhà sản xuất gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ 120 triệu đồng, tặng kèm thẻ bảo dưỡng trị giá 50 triệu đồng và 20 triệu đồng nếu người dùng bán cũ đổi mới. Giá bán thực tế của H6 đã dễ tiếp cận hơn, nhưng vẫn ngang bản cao cấp của các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc, ví dụ như Mazda CX-5, 749 đến 999 triệu đồng và Hyundai Tucson, 769 đến 899 triệu đồng. Chưa kể, các mẫu xe này còn được hưởng ưu đãi giảm giá 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ nhờ lắp ráp trong nước. Ngoài hai cái tên kể trên, Havan H6 còn phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều sản phẩm khác trong phân khúc CSUV. Đơn cử như Subaru Forester cũng đang có khuyến mại lớn, giảm giá từ 220 đến 280 triệu đồng với mức khởi điểm thực tế chỉ từ 749 triệu đồng. Tương tự như các sản phẩm Trung Quốc đang được phân phối trên thị trường, Havan H6 sở hữu nhiều tiện nghi hấp dẫn, trang bị an toàn có gói hỗ trợ người lái nâng cao ADAS, với tính năng vượt trội hơn đối thủ như hỗ trợ đỗ xe tự động ghép dọc ngang và lùi xe tự động theo đường tiến. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc ở thời điểm hiện tại có hệ chuyển động hybrid, gồm máy xăng, tăng áp, dung tích 1.5 lít kết hợp với mô tơ điện. Cấu hình này tạo ra tổng công suất 240 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 530 Nm. Theo công bố của hãng, H6 tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 18 km trên lít, khoảng 5,5 lít trên 100 km, nhưng không có chế độ lái thuần điện F1. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.